Chào tất cả các bạn. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cái AI chuyên về tạo nhạc ha. Thì hôm qua giờ mình test miễn phí, tạo ra rất nhiều bài nhạc khá hay các bạn. Vô profile của mình ha. Đây. Đó, mình tạo rất nhiều bài nhạc. Đó. Mình tạo ra nhạc trận chung kết của World Cup nè, rồi nhạc về Fall in Love nè. Rồi hoặc nhạc về một người U40 như mình để tạo ra một học để tạo ra nhạc như thế nào này, đó cảm xúc thế nào đó viết cho nhau. Rồi một chuyến du lịch vòng quanh châu Âu này, rất nhiều ha, các bạn xem nghe thử này. Chasing sunsets and old cobblestones, the Paris lights to Berlin nights. Every city's got a new romance in sight. Lớp này viết về chuyên về dòng tropical house. Missed you on that summer night, underneath the pale moonlight, eyes that sparkle so bright, knew right then I'd fall for you. Dancing close to music loud, lost among the vibrant crowd, heartbeat rhythm sounds so proud, in this moment I'm just tuổi lớn tuổi như mình. Có nghĩa là trước mình sử dụng máy AI khác thì AI này tới tạo rất hay. Nhưng mà nhạc thiền này các bạn. Nhạc thiền. Hay rất hay ha. Thì nó cho miễn phí. Nó cho miễn phí có nghĩa là mỗi ngày nó cho cả free, nó cho miễn phí là khoảng cỡ 10 ca khúc. Qua giờ mình tạo hết 20 ca khúc rồi các bạn, xài hết rồi mình thấy hay. Nên hôm nay mình sẽ quyết định mình sẽ thử đăng ký gói 1 tháng thôi để mình tạo 500 ca khúc. Thì thật ra cái này thì trong thời gian mình chưa có thể tạo ra nhiều loại nhạc khác nhau để mà làm cái content cho cái YouTube của mình thì mình có thể tham gia cái kênh như thế này. Mình sẽ chuyển qua tháng để mình xem qua 500 ca khúc mình tạo ra nó có giá trị gì không. Sau này khi có giá trị thì mình đăng ký qua 8 euro một tháng. Đăng ký trang 5 qua ha, thì giảm được 20%. Thì em thử một qua tháng này thôi, xem qua cái qua tháng này nó có giá trị 500 ca khúc này sẽ hay thế nào. Rồi mình học cách tạo những ca khúc hay, rồi lấy ý tưởng nó để tạo ra ca khúc cho mình các bạn. Nó có vocal đó. Nếu mà cái này nó chia sẻ thêm cho mình cái melody, hoặc là cái hợp âm, hoặc là những cái vocal riêng đó để mình tải về thì nó hay biết mấy. Lúc đó mình sẽ tạo nhạc cho mình ha. Rất tiếc hình như có gói free hay không có, để mình thử coi quá trả tiền thì quá có các bạn ha. Subscribe đi, cái gì cũng phải có bài học các bạn ha, bỏ tiền mua kiến thức các bạn ạ. Rồi mình thanh toán Apple Pay đi, bỏ 10 euro, 10 đô thôi, 10 đô Mỹ thôi, chưa phải euro đâu. Rồi, tổng chi phí 9,51 euro. Rồi. Thì mình sẽ có được cái credit hàng tháng là 2.500 ha. Mình xài nó sẽ xài thế nào đó, ví dụ mình xem qua mình xài thế nào. Bây giờ mình vô đây mình sẽ tạo một bài nhạc, create, tạo một bài nhạc. Đó. Đó, thì nó sẽ có những cái thứ thông tin thế này để xem coi mình tạo nó hay hơn không. Đó, thì mình sò có nội dung đây, thì mình để mà hấp dẫn hơn thì mình mượn trợ giúp của thằng AI. Nó sẽ trợ giúp cho mình những cái thông tin để mình tạo ra những bài hát hay. Ví dụ vậy mình sẽ nói one song
about DJ đi, about DJ festival đi, festival music đi, festival music and DJ music rồi thôi mình dòng tropical đi, tropical house, tropical house and deep house, and deep house rồi thêm một ít future rave, right, and future rave style. Để viết thơ đơn giản thôi để nó gợi ý cho mình một cái để xem coi. Rồi mình lấy copy này, copy thử cái này, mình pass vô cái yêu cầu của son này. Nó chỉ có 200 thôi, 200 ký tự thôi, thì mình xóa bớt đi tại nó giới hạn không có nhiều đó, mô tả gì vừa thôi. Thì mình lấy cái này để con xem coi, thôi coi ok để xem coi nó tạo ra thế nào các bạn ha. Create xem qua thấy nó tạo thử một bài hát với bản quyền thì sẽ hay ho thế nào nè. Nãy mình tạo miễn phí thì nhiều rồi các bạn. Ở trong thời gian nó tạo thì mình có thể mở nghe, tại vì nó những cái bài nhạc này nó không có commercial á, nó không có được phép ấy đó, được kinh doanh á. Bây giờ thì mình tạo ra kinh doanh này. Ồ, nó vậy là tụi này nó cũng dùng AI các bạn ơi. Nó dùng AI của thằng Google luôn, ChatGPT luôn này. Các bạn xem này, thấy cái tựa đề nãy không? Cái tựa đề nãy là bên này. Thấy không? Tựa đề thấy không? Office này. Thì sau khi bên này mình viết mô tả vô đây, nó gợi ý cho mình cũng cái tựa đề này luôn này thấy không? Nó dùng cái dạng này dùng tích hợp ChatGPT rồi. Lights off, flashing loud and clear. Feel the rhythm in the air. Hearts are beating, no despair. Move your body everywhere. Tropical vibes lift your soul. Deep house grooves take control. Future rave makes us whole. Lose yourself, become the goal. Euphoria feels. Dancing in the streets. Euphoria feels. Move to endless heat. Bass drops make us all collide. In this moment we confide. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
vừa mới tập nhập tại cái vòng quay như này để làm gì để mình có thể phát hành các bạn. Phát hành được các bạn viết tiếp viết hay là trung co các bạn, để mình thấy các bạn phát hành học phí cho các con trung co quá ha. Từ mình xin YouTube không tạo ra những loại hạt nhạc.
mà hot các bạn. Cái này có mình nhạc lên tới triệu view rồi các bạn. Nghe là hay. Nó tạo ra những cái hay các bạn. Em random thử ha. Mình chọn Korean dubstep cho các bạn. Cidade canta na dança do samba, ninguém mais se espanta, a festa tá no ar. Dá